Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện, hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. lúc bây giờ trên vạn người trong đại điện, bất luận một ai đều là người trẻ tuổi có thực lực đỉnh phong trong đại thế giới của mình. Cho dù không phải là đại biểu trẻ tuổi đỉnh phong trong thế giới của mình, thế nhưng mỗi một, một người đều là thế hệ bất phàm Ánh mắt quét qua, tiếng động lớn, náo nhiệt vang vọng trong đại điện. Tụm nằm tốt ba tốm tụm, mấy chục người xen lẫn một chỗ đều đang hỏi han lẫn nhau. Trong đó, bên người không ít nữ tử có không ít thanh niên vây quanh bốn người lục thiêu du tiến vào cũng không có động tĩnh gì. Bởi vì ở đây đều là những nhân vật có ngạo khí, cho nên cũng không để ý tên những người vừa mới tiến vào trong đại điện là kẻ nào. Đám người trẻ tuổi đồng lứa đỉnh phong trong thương khung minh. Trong đại điện, ánh mắt của lục thiêu du đảo qua trong đội ngũ hơn vạn người kia. Có gần ngàn người có tu vi hóa hồng cảnh đã thủ liễm. Những người còn lại, bất luận là một ai, đều là tuyên cổ cảnh thậm chí còn là tuyên cổ cảnh cao dài trở lên. Đội ngũ như vậy, Lục Tiêu Du cũng có chút rùng động, sợ rằng người có tu vi niết bàn cảnh tiến vào trong đại điện, dưới cỗ khí tức áp lực vô hình kia, toàn thân cũng như nhũn ra, nguyên lực đỉnh trẻ. Loại đội hình này cũng là lần đầu tiên Lục Tiêu Du gặp phải, chân chính là quần anh hội tụ. Dùng thực lực của Lục Tiêu Du hiện tại, tu vi còn có tâm cảnh đều được đề cao. Đối với loại tình cảnh này, hắn cũng không có bao nhiêu chấn động. tuy rằng có hơn ngàn hóa hồng cảnh có mặt nơi này, thế nhưng đối mặt với những siêu cấp cường giả như phong hành thiên chủ lục sư huynh hoàng phủ minh long băng thiên điện chủ hậu khánh lâm của tuyên cổ điện điện chủ thiên lôi tử của thần lôi điện đã thành thói quen. cho nên loại trường hợp này tuy rằng người nhiều một chút, thế nhưng so sánh với uy áp khi đối mặt với những siêu cấp cường giả như phong hành thiên chủ hoàng phủ minh long hậu khánh lâm mà nói tự nhiên không đủ làm cho lục tiêu du chấn động. Tâm thần chợt dò xét trong đại điện, lục tiêu du dò xét tu vi của mọi người. Những thanh niên của thượng khùng bình tới đây đều rất bất phàm. Trong đó cũng có vài ký thức đạt tới nhị nguyên hóa hồng cảnh. Ba tam nguyên hóa hồng. Ánh mắt của lục tiêu du nhảy lên. Không ngờ trong đám người này cũng có tam nguyên hóa hồng cảnh. Bà cậu khí tức kia thu liễm cực kỳ tốt. Thế nhưng giữa tu vi của lục thiếu du hiện tại cũng không khó mà dò xét ra được điều ấy. Tuổi con trẻ mà có thể đạt tới tu vi tam nguyên hóa hồng, thiên phú này cực kỳ khủng bố. Trong ba ngàn đại thiên thế giới này, người mạnh còn có người mạnh hơn, thiên ngoại hữu thiên, người trong cùng thế hệ có thể so sánh với những người này trong thượng thành thế giới cũng chỉ có phòng dù dù mà thôi. Đương nhiên, giữa tam nguyên hóa hồng cũng có tranh lệch cực lớn, cảm nhận khí tức thu liễm trong lúc mơ hồ chấn động của ba người kia. Lục Tiêu Du cũng không khó nhận ra. So với lúc đại ca dương quá thu liễm khí tức chấn động mà nói, giữa song phương không cùng một tần suất. Loại tần suất này đại biểu cho thực lực khác biệt. Về phần tiểu long thì càng không có cách nào so sánh được. Dùng tu vi tam nguyên hóa hồng đỉnh phong của tiểu long hiện tại, thực lực chân chính của tiểu long tới tình trạng nào? Trong lòng của lục tiêu du hiện tại cũng không có cách nào phỏng đoán được. Hóa hồng cảnh quả là không ít. Lòng yên công chúa nhìn bốn phía, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên vẻ chấn động. Ánh mắt như sao của dương quá nhìn qua đại điện, ôn nhu nói với lòng yên công chúa. Nhân số quả là không ít, dù sao đều là những người đỉnh phong trong đám người cùng thế hệ của thương cùng mình. Bản thân của mình vốn là người nổi bật trong đại thế giới của mình rồi. Ngay khi bốn người chăm chú nhìn vào trong đại điện, vốn bốn người tiến vào trong đại điện cũng không khiến cho người ta quá chú ý thế nhưng trong bốn người lại có long yên công chúa lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt của các thanh niên nhìn tới dùng khí chất mỹ mạo của long yên công chúa đủ để khiến cho tất cả nữ tử trong đại điện này ảm đạm thất sắc khi bốn người đang dò xét chung quanh đại điện từng đạo ánh mắt chung quanh đại điện lúc này cũng nhìn vào người long yên công chúa thậm chí có không ít nữ tử vốn đã quen bản thân là tiêu điểm ở những nơi đi qua. Lúc này cảm thấy bị người ta đoạt đi ánh sáng, cũng không khỏi dùng ánh mắt giận dữ nhìn về phía Long Yên công chúa. Trong ánh mắt giận dữ này còn có sự ghen ghét. Tiểu Long nhìn đại điện một vòng, sau đó nói với lục tiêu du. Lão đại, thần thú thế giới và thiên địa các hẳn có chỗ ngồi bên trên, chúng ta qua đó ngồi đi. Lòng yên công chúa cảm thấy khó chịu với ánh mắt chung quanh, lập tức qua canh tay giường quá, rồi nói với Dương Quá, chúng ta đi thôi. Dương Quá gật đầu nhìn Tiểu Long, rồi đi lên phía trước. Lục Thiêu Du cười nhạt một tiếng, đứng chắp tay, cũng theo ba người Tiểu Long, Dương Quá, Long Yên Công Chúa, chậm rãi đi vào trong đại điện. Trong đại điện này tuy rằng đều là người trẻ tuổi nổi bật, thế nhưng với tù vị thực lực của Lục Thiêu Du bây giờ, hắn có cảm giác đứng ở nơi này giống như là bắt nạt đám người trẻ tuổi này vậy. Tịch Thiền Vũ, người muốn chết sao? ngay khi bốn người lục tiêu du đi vào giữa đại điện ở trong vị trí trung ương có một tiếng thét lớn vang vọng âm thanh khiến cho đại điện chấn động rồi run lên tiếng thét lớn đột nhiên xuất hiện khiến cho đám thành điền nam nữ túm nằm tụm ba tạo thành đội ngũ đang trò chuyện nghe vầy đột nhiên sững sờ từng ánh mắt lập tức nhìn về trong đại điện từng đạo thân ảnh lập tức tiến về phía trước trên đại điện lúc này có mười ba chiếc ghế đá tràn gặp phong cách cổ xưa, tạo hình nặng nề mà nguy nga, khiến cho người ta nhìn vào, lập tức có cảm giác áp bách. Mà sau lưng 13 chiếc ghế đá này, bên trên có đặt một khối ngọc bài. Ngọc bài bên trên ghế đá phía sau này có khắc bốn chữ Tôn vũ thế giới. Mà 12 chiếc ghế tiếp theo trên ngọc bài đều có khắc các chữ khác nhau. Theo thứ tự là sang linh thế giới, bằng tuyệt thế giới, thần thú thế giới, thái hoàng thế giới, phượng thiền thế giới minh quảng thế giới, vô tư thế giới, thần thổ thế giới, xích thiền thế giới, thiền địa các, thiền linh cung và phi thiên đạo tặc. Tổng cộng có 13 cây ghế phong cách cổ xưa. Bên trên đều có ngọc bài các danh tự, các thế giới và thế lực. Nhưng lúc này, trên 13 chiếc ghế ngồi kia, trên chiếc ghế có ngọc bài các chữ vô tư thế giới, lại có một nam tử khí khái hào hùng, ước chừng không tới 30 tuổi đang ngồi đó. Sau lưng còn có hai nam một nữ đang cùng kính mà đứng trước người nam tử khí khái hào hùng này, có một nam tử khôi ngô rắn chắc đang trợn mắt đứng đó, tiếng thét lớn kia rõ ràng đã từ trong miệng của nam tử khôi ngô rắn chắc này truyền ra. Trung quanh đã sống có vô số thân ảnh đồng nghịch tụ tập lại, từng người đối với nam tử khôi ngô này đều không san lạ gì. Ổ tự an của vô tử thế giới, tu vi nhị quyền hóa hồng, lúc này dựa vào chiến công hiển hách mà ở trong thường khùng mình có danh tiếng cực lớn vô từ thế giới thân là một trong mười đại thế giới bài danh đầu tiên ô tự an này vừa mới tới thường khùng chiến trường đã khiến cho không ít người chú ý nam tử khi khái hào hùng kia nhìn nam tử khôi ngô đang trợn mắt nhìn mình phía trước trong mắt không có bất kỳ chấn động nào thậm chí ngay cả đầu cũng không ngẩng lên mà chỉ nói ô tự an có chuyện gì nói mau cần gì phải tét lớn như vậy Hôm nay không phải là đấu giá hội, hôm nay là đại hội tranh đoạt hồng hoang. Người làm như vậy là làm mất mặt mũi của vô tử thế giới người đó. Ô Tử An nghe vậy, vẫn trợn mắt nhìn đối phương, nhìn nam tử khi khái hào hùng kia, hắn trầm giọng nói. Tịch tiền vũ, đây cũng không phải là ghế của thanh bình thế giới các ngươi. Muốn ngồi, sợ rằng thực lực của thanh bình thế giới người còn chưa có đủ. Tịch Tiên vũ vẫn ngồi đó, dường như không tức giận bởi vì lời nói của Âu Tử An một chút nào trong lòng bàn tay không biết từ khi nào đã xuất hiện một chiếc khăn che mặt màu trắng, vô cùng mềm mại. Cánh tay dường lên, nhẹ nhàng lau mặt, lại nói, nhỏ nhỏ giọng một chút, nước miếng của người phun hết lên người của ta rồi, chú ý vệ sinh một chút đi. Nói xong, tịch thiền vũ thu chiếc khăn tay kia lại, lúc này mới kẽ ngẩng đầu nhìn qua ô tự an, lại nói, ta nhớ có một quy cổ, những chỗ ngồi này cũng không phải là dành riêng cho các ngươi. Nếu như ai có thực lực là có thể ngồi vào. Có đúng như vậy không? Quả thực đúng là như vậy. Nếu ai có thực lực là có thể đi lên ngồi. Nhưng mà tịnh thiên vũ ngươi còn không có tư cách. Thay mình thế giới ngươi còn chưa đủ tư cách ngồi lên trên đó. Một tiếng tét đớn vang lên. Ô tự an hoàn toàn không có bất kỳ cách khí nào. Nguyên lực thuộc tính thổ hùng hồn lập tức tuôn ra. Năng lượng cường hãn mang theo uy áp hàng lâm khiến cho đám người có thực lực hơi thấp chung quanh lập tức cảm nhận được cảm giác áp bách cực lớn. Vẻ mặt của tịch thiên vũ vẫn lạnh như cũ, ánh mắt trên quần mặt khí khái, hào hùng kia, thậm chí còn không thèm nhìn ô tự An lên một cái. Cút xuống dưới cho ta. Lại một tiếng quát vang lên, nguyên lực trong người ô tự an tuôn ra, nằm con tay nắm chặt thành quyền, phang phất như muốn đem phiến không gian lớn trước mắt nắm vào trong lòng bàn tay. Một đạo quyền ấn ầm ầm đánh về phía của tịch thiên vũ. Xung một tiếng, cợn sóng trong không gian trước quyền ấn bị nghiền nát. Đạo quyền ấn này bắn ra, viên đất không gian lan tràn, lập tức đánh tới trước người tịch thiền vũ. Thực lực của người dường như chưa có đủ. Tịch thiền vũ rốt cuộc cũng có động tác, chiếc khăn tay màu trắng nhỏ, không biết biến mất từ khi nào, vô cùng quỷ dị. Bàn tay trắng nõn đánh ra, quảng màng kiên tìm đập nhanh, đen kịt, mang theo khí thức cường hãn, tự như hủy diệt, hùng hằng va chạm với một quyền của ô tự an. Tất cả chỉ trong sát na, khiến cho tất cả mọi người ở đây nhìn vào cảm thấy hỏa mắt. Trường quyền va chạm vào nhau, âm thanh trầm đục do năng lượng va chạm truyền ra. Kinh khí cường hãn giống như gợn sóng lan tràn, thế nhưng cũng không lan tràn ra quá xa. Dường như tất cả đều nằm trong sự khống chế. Mà dưới năng lượng khủng bố như vậy, không gian quanh thân hình khồi ngô của Âu Tự An bỗng nhiên xuất hiện từng vòng kinh phong rung động, vô cùng quỷ dị không gian quanh thân lập tức vặn vẹo, trong miệng có một ngụm báo tươi đỏ thẫm phun ra. Thân hình của ô tự an lập tức lảo đảo lùi ra vài bước mới có thể đứng vững thân hình. Mỗi khi lùi về phía sau một bước, trong đại điện đều lộ ra dấu chân thật sâu, mặt đất chạn nứt, ánh mắt của hắn cũng rung động không thôi. Thực lực thật là mạnh, ô tự an một chiêu đã bị thua. Tam nguyên hóa hồng, tịch thiền vũ không ngờ lại là tam nguyên hóa hồng sau khi ô tự an bị thua từng đạo ánh mắt lập tức nhìn về phía tịch thiền vũ trong mắt hiện lên vẻ chấn động nơi này hiện tại đều là những người trẻ tuổi tập trung cả đám đều là người nổi bật trong đám người cùng thế hệ ngạo khí mười phần, tu vi tam nguyên hóa hồng ở trong đám người trẻ tuổi đỉnh phong này mà nói là tồn tại đỉnh phong chỉ có thực lực mới có thể đại biểu cho tất cả người là tam nguyên hóa hồng sao thân hình của ô tự an ổn định lại mắt nhìn tịch thiên vũ đôi mắt vốn trợn lên lúc này tràn ngập vẻ rung động trong lúc nhất thời không biết nên làm như thế nào muốn ra tay thế nhưng lại có chút do dự trước mặt thực lực hắn biết tất cả chỉ là uổng công ô tự an để mặt đều là người thương cung minh ta đã để cho người còn mặt mũi nên biết thức thời bằng không sẽ tự rước lấy nhục tịch khùng thiên ngồi trên ghế đá bây giờ thân hình không có gì động chút nào tu hồi một trưởng ánh mắt nhìn về phía Âu tự an lúc này mới có chút chấn động hạn ý không thèm che giấu lan tràn ra nói người phải hiểu cho rõ trong này là thương khung bí cảnh nên thù liễm ngạo khí của vô từ thế giới người một chút bằng không ta muốn giết người cũng không ai có thể cứu ngươi thân hình khôi ngô của Âu tự an khẽ run lên sắc mặt tái nhợt thế nhưng cũng không dám nói gì nữa trước mặt thực lực tuyệt đối hắn biết rõ mình có nói cũng không có tác dụng gì tất cả chỉ có thể nhịn thôi. Vô số người vây xem chung quanh đối với ô tự an có chút đồng tình, thế nhưng cũng chỉ là đồng tình mà thôi. Thậm chí trong ánh mắt đồng tình còn hiện lên vẻ trào phúng. Cường giả vi tôn, không có ai có thể ý tới kẻ yếu. Tuy rằng ô tự an không phải là kẻ yếu, thế nhưng so với tịch thiền vũ mà nói lại là kẻ yếu hơn. Lục Thiết Du nhìn xuyên qua đám người, nhìn vào tịch khùng thiền. Đây là một trong ba kẻ có khí tức tam nguyên hóa hồng trong đại điện. Thái bình thế giới, Lục tiêu du cũng không quên mà già kia chính là một phần tử trong thái bình thế giới. Xem ra thái bình thế giới vì tịch thiên vũ cho nên đần trước mới cố ý xài mà tương tới mặt địa thiên giới, rõ so xét thực lực của đám người cùng thế hệ, sau đó mới quyết định bội ước. Lão đại, tịch thiên vũ của thái bình thế giới này đủ độc ác đây. Trong đám người của Tiểu Long, truyền âm với Lục Tiêu Du. Người này không phải loại lương thiện gì. Ô Tử An không chỉ có thực lực, không phải là đối thủ của hắn, mà ngay cả tâm trí cũng không phải là đối thủ. Lục Tiêu Du trả lời, thầm nghĩ sợ rằng thái bình thế giới có vài phần đám chắc với tịch thiên vũ này, cho nên mới bội ước với thượng thành thế giới. Lục Tiêu Du âm thầm mở miệng cười, nhưng mà những người sau lưng thái bình thế giới kia lại không chơi được phong hành thiên chủ. Đoán chừng hiện tại, năm người này vẫn chưa biết gì, đến lúc đó sợ rằng chỉ có hối hận tới mức đứt ruột đứt gan. Bội ước hay lắm. Lục Thiếu Du thì thào nói một tiếng. Bất kể như thế nào, đến lúc đó hắn đoạt được hồng hoàng điện mà lại phải vô duyên vô cớ ra một nửa cho người khác. Đây chính là chuyện mà hắn không muốn cảm thấy nhất. Không ngờ thực lực của tịch huỳnh đệ lại mạnh như vậy. Lần này chúng ta tranh đoạt hồng hoàng lệnh lại thêm một phần nắm chắc. Một âm thanh hồ hởi vang lên. Trong đám người có một nam tử mặc y phục màu đen áo khoác ngắn, sau lưng có áo choàng màu đỏ nhàn nhạt, nhạt, bước ra, đi tới chỗ ngồi của tổn vụ thế giới chính giữa. Áo choàng màu đỏ trên người run lên, lập tức ngồi ngay ngắn vào chỗ của mình. Mà sau khi nam tử này ngồi vào chỗ của mình, lập tức có 10 người đứng ở phía sau lưng hắn. Khi tức bất phàm lập tức khởi động, một nửa đều có tu vi hóa hồng cảnh, thậm chí còn có một nhất nguyên hóa hồng đỉnh phong. Tất cả đều cung kính đứng sau lưng nam tử mặc áo choàng màu đỏ ấy tranh đoạt hồng hoàng lệnh còn phải nhờ vũ huynh đệ và mọi người sắp xếp tịch thiên vũ cũng không dám vô lễ với nam tử mặc áo choàng màu đỏ này khẽ gật đầu vẻ mặt vô cùng tự nhiên thần thái lạnh nhạt <laughs> hồng hoàng lệnh lần này tự nhiên cũng ta phải tranh đoạt mấy khối về phần hồng hoang điện sao lần này tự nhiên phải áp chế tiền đà mình một chút mới được lại có một đạo thân ảnh đi ra đó là một nam tử mặc y phục màu trắng tinh xảo mái tóc dài sau lưng rủ xuống hai vai, che hai má trên khuôn mặt tình xảo, khuôn mặt trắng nõn, trờn bóng, đôi mắt đèn nhánh thâm thúy hiện lên vẻ mê người, quả là một mỹ nam tử. Mỹ nam tử này xuất hiện trong đại điện có không ít nữ tử hiện lên vẻ rung động, tâm hồn thiếu nữ rung động, loại nam nhân này giống như nữ nhân chỉ cần nhìn một cái sẽ bị mê bội ngay. Huống chi hắn chính là nhược vô trần, nhược vô trần của sang đình thế giới, là cường giả đình phong trong đám người cùng thế hệ của sang linh thế giới. Ở trong sang linh thế giới lưu lại vô số truyền kỳ. Y phục màu trắng trên người nhược vô trần tung bay, ngồi ngay ngắn bên chiếc ghế đá của sang linh thế giới, bên phải nam tử mặc áo choàng màu đỏ, sau đó khai gật đầu với nam tử này. Nghe nói không đầu trước đây, người vừa mới tiêu diệt mấy chục quần đoàn của vệ hồn nhất tộc cùng ám linh tộc, xin chúc mừng, chúc mừng nha, nam tử mặc áo choàng màu đỏ nói với nhược vô trần không có gì hồng hoang lệnh và hồng hoang điện mới là trọng điểm nhược vô trần nói một câu Vô huynh chúng ta lại gặp mặt rồi vô trần huynh đệ đã lâu không gặp xin chào nhá thực lực hành người các người dường như lại mạnh hơn đấy mấy đạo âm thanh từ trong đám người truyền ra lập tức có mấy đạo thân ảnh chớp động khiến cho người ta hoa mắt trong nháy mắt lập tức trên mười ba chiếc ghế ngồi kia lần nữa xuất hiện thêm bảy người. Đã lâu không gặp, đã lâu không gặp. Nam tử tuấn lãng mặc áo choàng đỏ cùng với mỹ nam tử mặc y phục màu trắng kẻ gật đầu chào nhau. Dường như bọn họ vốn đã nhận thức nhau từ trước. Lục Thế Du nhìn về phía trước, sáu nam một nữ, bên người nhược vô trần. Trên ghế ngồi của bằng tuyệt thế giới, có một nam tử gầy gò đang ngồi đó. Hai hàng lông mày thô đậm, sống bụi cao thẳng, thế nhưng làn da lại trắng nõn, Tiếp theo trên chiếc ghế đá của thái hoàng thế giới chính là một đại hán có hình thể giống như cột điện, hai mắt to như mắt trâu, trên trán có một chiếc rừng nhỏ. Chiếc ghế ngồi kia vốn bình thường hai người có thể ngồi đó, thậm chí ba người còn vừa ngồi. Thế nhưng đại hán này ngồi vào, nhìn qua lại có cảm giác hơi chật. Người này chỉ cần nhìn cũng biết là thú tộc, nhưng Đục Thiếu Du cũng khó có thể nhận ra là loại thú tộc nào, chỉ là khí tức cường hãn vô cùng. Trên ghế ngồi của phượng thiền thế giới chính là một nam tử thân hình thon dài, có chút tuấn lãng. Người này chính là phượng vũ mà hắn đã gặp ngày hôm qua. Trên ghế ngồi của minh quang thế giới là một nam tử mặc hòa phục, khuôn mặt cực kỳ cương nghị, đôi mắt thầm thúy giống như sương mai. Trên ghế ngồi của thần hổ thế giới, một nam tử màu da vàng óng, thân hình to lớn, cũng ngũ quan góc cạnh mà thầm thúy, giống như điều khác. Trên cái trán trong lúc mơ hồ hiện lên bí văn chữ vương trong con mắt thầm thúy hiện lên vẻ uy nghiêm, trên thân hình phát ra khí chất vương giả uy chấn thiên hạ. Trên ghế ngồi của phi thiên đạo tặc là một nam tử tóc dài màu đen, mái tóc đen nhánh phất phơ bên tai, lông mày dài như lá liễu, thân hình gầy gò, trên người khoác một chiếc áo choàng màu xám, nhìn qua có chút đơn bạc, trong hai mắt hiện lên vẻ cao ngạo, thế nhưng sâu trong đáy mắt hiện lên vẻ bình tĩnh. Tư khiến cho Lục Thiêu dù có chút chú ý chính là không gian bên người nam tử đơn bạc kia, vô thành vô tức, có khí tức lạnh buốt. Người cuối cùng, trên ghế ngồi của dịch thiền thế giới, là một nữ tử, cũng là một nữ tử duy nhất trên hàng ghế. Trên người, mặc một kiện khải giáp màu xanh da trời. Kiện khải giáp này, càng làm tồn thêm thần hình động lòng người của nàng, khiến cho không ít nam tử chung quanh, phùn máu mũi. Nữ tử này có khuôn mặt, da trắng như tuyết, làn da trắng nõn nà, lồng bì giống như lông chim, răng trắng như ngọc, kiện khải giáp màu xanh ra trời không làm mất đi vẻ mềm mại của nàng. Ngược lại, nhìn qua còn có vẻ khi vũ hiền ngang, khi khái hào hùng. Lục Thiếu Du cũng không khỏi liếc nhìn nữ tử này vài lần. Khải giáp trên người nữ tử này tràn ngập bí văn, hòa văn phong cách cổ xưa, cách ăn mặc cùng với dáng người cực kỳ tương tự Lữ Tiểu Linh. Nhị đệ, Tiểu Long, những người này đều không có bất ngờ xảy ra mà nói. Có lẽ chính là vũ thoát phàm của tồn vũ thế giới, nhược vô trần của sàng đình thế giới, thì trường ức của bằng tuyệt thế giới, phượng vũ của phượng thiền thế giới, chúng ta đã gặp ngày hôm qua, còn có ngưu trĩ của thái hoàng thế giới, cam ngộ kỳ của minh quảng thế giới, kim hồ của thần hồ thế giới, phòng dạ phiêu của phi thiền đạo tặc, cùng với diễm hân của xích thiền thế giới. Dương quá cùng dùng linh hồn truyền âm trong tay Lục Thiêu Du và Tiểu Long. Lục Thiêu Du nghe vậy, lần nữa nhìn thấy người đang ngồi trên mấy chiếc ghế đá. Ở giữa là vũ thoát phàm mặc áo tròn đỏ của tồn vũ thế giới, còn có mỹ nam tử nhược vô trần của sang linh thế giới. Hai người này giống như tịch thiền vũ của thanh bình thế giới, đều có tu vi tam nguyên hóa hồng cảnh. Sau đó, Lục thiên Du cũng dò xét ngưu trí của thái hoàng thế giới cùng cam ngộ kỳ của minh quảng thế giới, phòng dạ phiêu của phi tiên đại đạo một lần, lục âm và lục xảo, lục tượng, lục thanh lục vương mấy đứa nhỏ lục gia này đều ở trong thái hoàng thế giới minh quang thế giới còn có phi thiền đạo tặc lúc này đám người lục âm lục xảo lục tượng lục trực lục thành không tới vậy hẳn là không có tư cách đại biểu của các thế giới hoặc là căn bản cũng không tiến vào trong thương khung chiến trường chỉ là lục thiêu du vẫn là rất kỳ quái ngay cả phi thiền đạo tặc cũng có chỗ ngồi ở đây mà tuyên cổ điện lại không có lão đại chúng ta cũng đi ngồi xuống đi đứng đầu mọi trận quá. Tiểu Long lướt nhìn mười người, cũng không có để trong lòng. Nói xong đi tới hàng ghế ngồi phía trước. Chúng ta cũng tới ngồi đi. Dương quá kéo tay Long Yên công chúa từ trong đám người đi ra. Ánh mắt của Lục Thiêu Du khẽ đổi, cũng cật bước theo sau lực Tiểu Long, đứng chắp tay, vẻ mặt lạnh nhạt. Bốn người đi ra, đám người chung quanh lập tức bạo động, từng ánh mắt lập tức nhìn vào thân của bốn người. Bốn người từ trong đám người đi ra, đám người vũ thoát phàm nhược vô trần tịch thiền vũ diễm hân đều nhìn về phía bốn người lục thiêu du tiểu long dương quá long yên công chúa phượng vũ của phượng thiền thế giới nhìn thấy bốn người lục thiêu du ánh mắt bắt đầu run run là lục thiêu du ngày hôm qua hoàng lạc nhan đã bị lục thiêu du này đánh chết người trần lý niết bàn của thượng thành thế giới thánh chủ tuyên cổ điện lục Thiêu du lục thiêu du xuất hiện lập tưng có không ít tiếng nghị luận vàng vọng chuyện ngày hôm qua đánh chết hoàng lạc nhan đã sớm xôn xao trong đại thành này. Tất cả đại biểu của các đại thế giới đều nhận được tin tức. Nghe thấy ba chữ lục thiêu du này, ánh mắt của ba người Vũ Thoát Phàm, Tịch Thiền Vũ, Nhược Vô Trần đều nhảy lên, chăm chú nhìn về phía bốn người, dường như đang tìm kiếm cái gì đó. Tỷ tỷ, nàng ngồi đi, ta đứng là được rồi. Cùng lúc đó, Dương qua đi tới chỗ ngồi của thiền địa các, ống tay áo vung lên, khi lưu đảo qua chỗ ngồi sau đó bảo Long Yên công chúa cùng ngồi xuống. Long Yên công chúa dịu dàng ngồi xuống đó, sau đó kéo tay giường quá, lại nói, chỗ ngồi này đủ hai người ngồi, chúng ta cùng ngồi đi. Cũng được, Dương quá cười cười, dưới vô số ánh mắt kinh ngạc và cực kỳ hâm mộ ngồi bên cạnh Long Yên công chúa. Lão đại, chúng ta ngồi cùng một chỗ, hay là... Tiểu Long đến trước chỗ ngồi của thần thú thế giới, sau đó nói với Lục Thiêu Du. Lão đại không có chỗ ngồi, đương nhiên hắn sẽ không ngồi. Không cần, để cứ ngồi đi. Tiểu Long còn chưa dứt lời, đã bị Lục Tiêu Du ngắt lời. Lúc này, ánh mắt của Lục Tiêu Du nhìn vào trên người ba chiếc ghế. Chiếc ghế bên cạnh vũ thoát phàm của tổn vũ thế giới còn chưa có người ngồi. Trên ngọc bài có viết ba chữ Thiền Linh Cung. Nói xong, dưới ánh mắt rùng động của mọi người, Lục Tiêu Du lạnh nhạt không chút sợ hãi, đi tới chỗ ngồi của Thiền Linh Cung, đặt mông ngồi lên ghế đó là dương quá của thiên địa các long huyền của thần thú thế giới dương quá và tiểu long ngồi xuống đối với thần phận của hai người người chung quanh cũng biết được đại khái cũng có không ít người kinh ngạc cất tiếng nghị luận bản thân của bọn họ khi đến đây đều đã có chuẩn bị long huyền của thần thú thế giới là chân lý niết bàn dương quá của thiên địa các là quy chân niết bàn danh từ của hai người này đã sớm rơi vào trong tay của ba ngàn đại thiền thế giới. Đại biểu của các đại thiền thế giới tới tham dự đại hội tranh đoạt Hồng Hoang, bình thường cũng biết được hai người này mạnh mẽ ra sao. Chỉ là sau khi Lục Tiêu Du đặt mông ngồi trên ghế của Thiên Linh Cung, lại khiến cho không ít ánh mắt bắt đầu phức tạp. Đó là Lục Tiêu Du, chẳng lẽ hắn là người Thiên Linh Cung sao? Chẳng lẽ Lục Tiêu Du là người của Thiên Linh Cung hay sao? Lục Tiêu Du ngồi xuống, đối với tiếng nghị luận của đám người chung quanh không có chút để ý. Sau khi ngồi xuống, áo bào xanh trên người tung bay hắn chỉ lạnh nhạt lẳng lặng ngồi đó trước mỗi một chiếc ghế đều có một cái bàn vuông phong cách cổ xưa bên trên có không ít hoa quả vũ thoát phạm nhìn lục tiêu du ngồi bên trái lông mày mơ hồ nhíu chặt mở miệng hỏi các hạ là người của thiên linh cung chăng ta sao lục tiêu du nhìn qua vũ thoát phạm, lại nói lục tiêu du của thượng thành thế giới cũng không phải là người của thiên linh cung thật sự là lục tiêu du sao? Hóa ra hắn chính là lục tiêu du à? Trong đại điện, nhân số ở trong đại điện đã hơn vạn người. Vô số ánh mắt chung quanh, lục này đều rơi vào trên người lục tiêu du. Đối với mọi người mà nói, danh khí của bà chữ lục tiêu du này quả thực quá lớn hơn một ít. Vũ thoát phàm nhìn lục tiêu du lại nói, thì ra là thánh chủ tuyên cổ điện, người chân lý nhất bàn của thượng thành thế giới. Lần này tuy rằng tuyên cổ điện tuyên bố gia nhập thượng cung minh, thế nhưng cũng không có phái người tiến vào trong thường khùng chiến trường tranh đoạt hồng hoàng điện trong đội bộ thường khùng bình chúng ta thượng thành thế giới vốn cũng không có tư cách được ngồi đây mặt khác đây cũng là chỗ ngồi của thiền đình cung lúc này các hạ ngồi đây sợ rằng có chút không ổn không biết quy cụ, cho rằng thánh chủ tuyên cổ điện người chân lý niết bàn thì oải lắm sao đây là thường khùng chiến trường đấy phương vũ nhìn lục tiêu du dường như lúc này có đám người vũ thoát phàm có mặt la gan của hắn cũng lớn hơn một chút. Ánh mắt ầm trầm, lạnh lùng, miệng quát một tiếng, thế nhưng cũng không dám quá lớn tiếng. Bỗng nhiên, một âm thanh trầm thấp bạo liệt đột nhiên vang vọng trong đại điện. Khí tức nóng bỏng đột nhiên khuếch tán, cả đại điện ầm ầm run lên, giống như đại điện khổng lồ này sắp sụp đổ vậy. Mà ánh mắt của mọi người lập tức nhìn về phía phượng vũ của phượng thiền thế giới. Lúc này mọi người lập tức nhìn thấy cây đá hóa thành bột phấn, mặt đất lõm xuống, nửa thân hình của phượng vũ cắm vào trong mặt đất của đại điện khắp không gian chung quanh có một vòng xoáy không gian đen kịt có hòa diễm màu vàng ở trong đó xoáy tràn ra tất cả đang từ từ tiểu tán chỉ là những khí tức nóng bỏng kia cũng đủ khiến cho đám người chung quanh này rung động linh hồn run rẩy mặt tiểu long của thần thú thế giới ngồi bên trái phượng vũ nắm tay phải còn chưa thu lại hòa diễm màu vàng nhàn nhạt từ trên nắm tay hắn đang từ từ thu liễm Phượng Vũ một nửa thân hình cắm vào trong mặt đất, đục này phun ra một gụm máu tươi đỏ thẫm, máu tươi nhuộm đỏ y phục, ánh mắt lúc này đã không phần rõ là sợ hãi hay là kinh hãi. Ngày hôm qua, hắn đã biết rõ, thanh niên mặc áo bào vàng này khó dây dưa vô cùng. Thế nhưng thật không ngờ, đâu chỉ là khó dây vào, đây quả thực chính là khủng bố, ánh mắt hoảng sợ mà ngốc trệ. Lại nhảy cái gì? Bạn Long ngày hôm qua đã nhìn người không vừa mắt. Ngươi cho rằng thân phận của người tỏ lắm sao? Nếu không phải nề mặt thần hy, bạn long vừa rồi, nhận định sẽ lấy mạng của người. Nếu như lại nhái thêm một lần nào nữa, lão tử sẽ phế nhà người đấy. Hòa diễm màu vàng từ từ thu liễm lại, thu hồi nắm tay. Tiểu Long tiếp tục lạnh nhạt ngồi đó, khi thế bá đạo, lạnh lùng, khiến cho người ta hãi hùng khiếp vía. Đám người đứng xem bên ngoài hít sâu một ngụm khí lạnh. Thực lực của Phượng Vũ, tất cả mọi người đều biết rõ một ít. Phượng Vũ đã đột phá tới nhị nguyên hóa hồng. Đường theo bản thể của Phượng Hoàng nhất tộc, thực lực không cần phải nói cũng biết. Thế nhưng chỉ một quyền đã bị long huyền của thần thú thế giới trà đạp. Giống như con sầu cái kiến, đủ để chứng minh thực lực của long huyền kia kinh khủng ra sao. Vũ thoát hàm, nhược vô trần, tịch thiền vũ, ba người này âm thầm biến sắc mặt, ánh mắt mơ hồ hiện lên vẻ phức tạp. Thân hình Phượng Vũ dãy rùa từ trong mặt đất lao ra, khuôn mặt trắng bệch như tro tàn mắt nhìn tiểu long lời còn chưa dứt lại phun ra một gụm máu tươi sau đó không còn mặt mũi lưu lại ánh mắt oán độc mang theo vẻ sợ hãi quay người tiến vào trong đám người hướng về phía ngoài rời đi ánh mắt của lục tiêu du lạnh nhạt nhìn phượng vũ lúc này mới nói vũ thoát phàm bên người ta tùy tiện ngồi một chút dù sao cái ghế này ta cũng không lấy nếu như thiền đình cùng tới ta lại trả lại là được rồi chuyện này vũ thoát phàm sững sờ một chút dường như cũng có chút khó xử. Vũ huynh, dù sao cũng không lấy, vậy thì để cho lục huynh đệ ngồi cũng không sao. Lần này chúng ta tranh đoạt hồng hoàng lệnh và hồng hoang điện, tự nhiên không thiếu được lục huynh đệ hỗ trợ. Nhược vô trần nhìn lục tiêu du gật đầu, lập tức nói với vũ thoát phạm. Chèn ép thiên là mình, tất cả người trong thương khung binh là phải hợp tác, tự nhiên cần vị trí lục huynh đệ này hỗ trợ. Ta nghe nói, đại quân của thượng thành thế giới mấy tháng này bạch chiến bạch thắng, chưa từng thua trận nào, bội phục, bội phục. Giữa tay của nhược vô trần, trên ghế của băng tuyệt thế giới, nam tử có làn da trắng nõn, sông bụi cao thẳng, lồng mày thô rậm, ôm quyền gật đầu chào lục thiêu du. Lục thiêu du cũng không phải là người tự ngạo, đối phương có lẽ như vậy, trong lòng của hắn lập tức có hảo cảm, cho nên cũng gật đầu chào lại. Đã như vậy, nếu như lục huynh đệ không chê, thì ngồi cũng không sao ta đoán người tiền linh cùng ngày hôm nay sợ rằng cũng không tới. Vũ thoát phạm nói với lục tiêu du. Vậy thì ta sẽ ngồi đây, các người cứ trò chuyện, ta nghe là được rồi. Lục tiêu du cũng không khách khí, chỗ ngồi vô cùng rộng rãi, hắn khẽ nhích mông, nắm lấy một loại hoa quả tươi không biết tên ở trên cái bản vùng vắn, nhét vào trong miệng cắn một miếng, âm thanh thành thúy vang lên, hương vị ngọt ngào khiến cho hắn sảng khoái không thôi. Từng ánh mắt mang theo vẻ kinh ngạc nhìn về phía lục tiêu du có không ít nữ tử chợt nhíu mày có cảm giác lục tiêu du này có chỗ không giống người thường và giờ phút này trong lối vào của đại điện trong đám người xa xa lại có không ít người bắt đầu bạo động tại hạ bạch lâm của minh hòa thế giới bái kiến tử yên tiểu thư tần lâm đào của mộc vũ thế giới bái kiến tử yên tiểu thư khi từng ánh mắt nhìn về phía sau trong mắt đều hiện lên vẻ kinh ngạc từng âm thanh vang lên trong đám người dần dần cũng tách ra để lộ một lối đi. Mọi người nhường ra một lối đi, mấy đạo thân ảnh vây quanh một nữ tử lập tức xuất hiện trước 13 chiếc ghế phong cách cổ xưa. Đây là một nữ tử tuyệt mỹ, người mặc cầm bào màu tím, cái eo nhỏ nhắn, thân hình mềm mại, đường cong động lòng người. Điền Tùng bước về phía trước, nữ tử tuyệt mỹ từ từ đi tới, thân hình mềm mại giống như tiền tử, phòng tử trác tuyệt, đôi mắt xinh đẹp giống như ngọc thạch khiến cho tất cả nam tử trong đại điện bỗng nhiên tất hồn lạc phách đều bị khuỳnh đảo Long Yên Công Chúa cũng là nữ tử tuyệt mỹ, thế nhưng Long Yên Công Chúa so với nữ tử tuyệt mỹ này lại có khí chất cao quý. Mà nữ tử tuyệt mỹ này chỉ cần liếc nhìn cũng khiến cho hồn phách nam nhân rùng động. Khí chất thánh khiết, cả hai khí chất đều không giống nhau, đều tuyệt mỹ. Thế nhưng không hề nghi ngờ, nữ tử tuyệt mỹ mặc cầm bào màu tím này càng khiến cho người ta mê muội hơn trên ghế ngồi, từng đạo ánh mắt nhìn qua nữ tử mặc cầm bào màu tím, mà ngay cả Diễm Hần, thân là nữ nhân cũng chăm chú nhìn vào nữ tử mặc cầm bào màu tím kia, trong mắt hiện lên vẻ kinh diễm. Trong mắt đám người thì Trường Ức, Tịch Thiền Vũ, Cam Cầu Kỳ, Vũ Thoát Phàm, lúc này đều hiện lên vẻ chấn động, mà ngay cả Nhược Vô Trần cũng trùng động, cái vươn tay vuốt vuốt mái tóc dài màu đen bên tai. Đôi mắt đèn nhánh của Tiểu Long cứ nhìn tên nữ tử mặc cầm bào màu tím này thiếu chút nữa muốn rớt ra ánh mắt của lòng yên công chúa cũng hiện lên vẻ kinh ngạc tay của lục tiêu du đặt hoa quả tươi vào trong miệng đang định cắn miếng thứ hai ánh mắt lập tức ngây ngốc kinh ngạc tới mức cái cằm rớt xuống mãi không nhấc lên được biểu lộ trên mặt so với tiểu lòng không kém là bao nhiêu ngốc trệ một hồi mới cắn được miếng thứ hai nữ tử tuyệt mỹ mặc cầm bào màu tím này lục tiêu du sao lại không biết đấy chứ đây không phải là thánh nữ tử yên của thiên địa các kỳ trước thì còn có thể là ai được. Nhị đệ, xem đầu óc của ta này. Mấy ngày nay ta chỉ nghĩ tới lòng yên mà quên nói cho đệ biết tử yên và nam thập tam cũng gia nhập thiên địa các rồi. Dương quá dùng linh hồn truyền âm nói với lục thiêu du. Ánh mắt lập tức tìm kiếm sau lưng tử yên dường như đang tìm kiếm ai đó trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Từng ánh mắt nhìn vào trên người tử yên bên người nàng còn có không ít thanh niên xuống lại, tranh nhanh báo danh, thế như dường như muốn lọt vào mắt xanh của mỹ nhân vậy. Chỉ là mỹ nhân này đối với đám thanh niên tuấn lãng bất phàm, khi vũ hiền ngang bên người đều không có hứng thú gì. Đôi mắt đen như mực, giống như bảo thạch kia, lướt qua chung quanh đại điện. Ánh mắt của nàng khiến cho nam tử nhìn vào, lập tức có cảm giác mất hồn vía. Thân hình mềm mại, lập tức đi thẳng về phía trước, đi tới bên người lòng yên rồi nói. Đã lâu không gặp công chúa, ta rất nhớ mọi người đấy. Không ngờ, người lại ở thiền địa khác, quá nhi cũng không có nói với ta. Lòng nghiền công chúa đứng dậy, dịu dàng cười, nụ cười khuynh quốc khuynh thành. Nhìn hai nữ tử tuyệt mỹ đứng đó, tất cả ánh mắt đều bị thu hút, tất cả nữ tử trong đại điện lúc này đều ảm đạm thất sắc. Mấy thành điền nam nữ đi theo tự yên tới, sau khi tới trước mặt giường quá, lập tức xoay người hành lễ, rồi cung kính đứng sau đường giường quá. Dường quá gật đầu với mấy người sau lưng, sau đó lập tức đứng dậy, mỉm cười nói với Tử Yên. Tử Yên, nàng ngồi cùng tỷ tỷ ta đi. Ta không quấy rầy các người. Tử Yên mở miệng cười cười, tiệm đó gật đầu với lòng yên công chúa, rồi quay người nhìn Tiểu Long, đang há hốc mồm, lại nói. Sao nào, không biết ta sao? Cũng không phải, chỉ là không ngờ, đột nhiên lại gặp người mà thôi. Tiểu Long mỉm cười, cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Chỉ là lúc này nhìn tới Tử Yên, trong lòng hắn không nhịn được có chút kinh hãi mà thôi. Tự yên nhìn Tiểu Long cười cười, lập tức bước lên phía trước, dưới vô số ánh mắt kinh ngạc đi tới trước mặt Lục Thiêu Du. Đôi mắt xinh đẹp, mái tóc sau đầu tựa như thác nước màu đen, kéo dài tới tận eo, tăng thêm vài phần vũ mị. Bờ môi son của tự yên khẽ mở, mỉm cười nói, ta còn chưa có chỗ ngồi, người không nhẫn tâm để cho ta đứng xem đó chứ. Lục Thiêu Du cầm đửa quả hoa quả tươi trong tay, ngẩng đầu nhìn đứa tử trước mắt, Vẻ kinh ngạc lúc này mới phục hồi lại tinh thần một chút, nghe Từ Yên nói vậy, hắn lập tức sững sờ, miệng nở nụ cười nhìn Từ Yên rồi nói: đường nhiên là không đành lòng để nàng đứng đó rồi, nàng ngồi đi, ta đứng là được." Dứt lời, Lục Tiêu Du muốn đứng dậy. "Không cần, cái ghế này không nhỏ, đủ để cho hai người chúng ta ngồi, cùng ngồi đi." Từ Yên mở miệng nói, đôi mắt xinh đẹp khẽ đảo, nói xong, lập tức ngồi phía bên phải Lục Tiêu Du, tự nhiên hào phóng một mùi hương thơm ngát như u lan lập tức tràn ngập trong mỗi lục tiêu du mùi thơm nhàn nhạt trên người tử yên giống như hòa đàn khiến cho lục tiêu du không khỏi nhớ tới một màn thân cận giữa hắn và tử yên trong huyền thiền bi cảnh mùi thơm này vẫn thơm ngát mê người như vậy nhìn thấy tử yên đã ngồi xuống nàng đã không ngại tự nhiên lục tiêu du cũng không cần ngại ngần gì nữa chỉ đàn lục tiêu du lập tức phát hiện ra sau khi tử yên ngồi xuống cả đại điện sợ rằng lúc này có không biết bao nhiêu ánh mắt lại hận không thể phun ra lửa với hắn. Từng ánh mắt giống như đều có thể giết được người vậy. Ánh mắt của đám người cam ngộ kỳ, lúc này cũng âm thầm chấn động, đều hối hận không thôi. Sớm biết như vậy, vừa rồi nhường ghế cho tử yên, không ngờ lại bị lục thiêu dụ nhặt được tiện nghi như vậy. Càng nghĩ càng thấy hối hận, thiếu chút nữa ruột gàn đứt ra tượng khúc. Cảm giác này dường như không tệ. Cảm giác này khiến cho lục tiêu dù thoải mái không thôi. Cảm nhận thực lực của tử yên lúc này cũng đặt chân tới nghị huyền hóa hồng nhưng mà còn chưa đột phá được bao lâu thế nhưng cũng là người vô lượng niết bàn trong đại Thượng niết bàn tự yên là vô lượng niết bàn trong đại thừa niết bàn lục thiên du cũng không có chút kinh ngạc nào người trong đinh vũ đại lục giống như đều có thiên phú cường hãn cơ hồ đều là vô lượng niết bàn và vô thượng niết bàn tự yên có thiền địa các bồi dưỡng nổi tiếng cũng là chuyện sớm muộn mà thôi đại biểu của thiền đình cùng tới mà trong khi lục tiêu dụ đang dò xét tù vi cấp độ của tử yên bên ngoài đại điện đột nhiên truyền ra một âm thanh giả nua có chút run rẩy vì khiếp sợ âm thanh run run vang vọng quanh quẩn trong đại điện mà sau khi âm thanh này vừa dứt vô số ánh mắt trong đại điện run lên từng đạo thân ảnh vừa rồi còn đang nhìn vào người của tử yên lúc này bỗng nhiên quay người lại nhìn ra bên ngoài đại điện thiền linh cung ba chữ này đủ để khiến cho mọi người run sợ hôm nay những người có thể có mặt trong đại điện đều không phải là người thương. Chuyện ba ngàn đại thiền thế giới, người hôm nay ở đây có thể nói đại bộ phận đều biết. Thiên linh cung là thế lực gì trong lòng bọn họ đều là người rõ ràng vô cùng. Thiên linh cung và trí tôn điện đều là thế lực cực kỳ thần bí. Trong đội cung thiên linh cung đều là linh vật trời sinh, chính thức là thế lực không nhúng tay vào bất kỳ phân tranh nào. Tuy rằng thiên linh cung chưa từng để ý tới phân tranh bên ngoài, thế nhưng lại không có ai dám hoài nghi thực lực của thiên linh cung. Toàn bộ đều là linh vật trời sinh, thực lực không mạnh mới là lạ. Loại thế lực hội tụ linh vật trời sinh như thiên linh cung, trình độ cường hãn không cần phải nói cũng biết. Có không ít người kỳ thật đã sớm nghĩ, người của thiên linh cung đều là người tự ngạo. Lần này đại hội tranh đoạt hồng hoang này, sợ rằng dùng bản tính tự ngạo của thiên linh cung cũng sẽ không tới tham gia. Tuy rằng thiên linh cung tuyên bố gia nhập thương khung mình, Thế nhưng cuối cùng cũng sẽ một mình tranh đoạt hồng hoàng điện thôi linh vật trời sinh có thiên phú mạnh nhất trong thiên địa bọn họ có tiền vốn để tự ngạo đám người long phượng trong nhân loại vương trong thú tộc cũng không hoài nghi thiên linh cung có tiền vốn kiêu ngạo hay không đối với việc thiên linh cung tự ngạo bọn họ cũng không có bất luận kẻ phản cảm nào trong thế giới cường giả vi tôn này những thứ này vốn là thứ thiền kinh địa nghĩa cho đến lúc này, nghe nói đại biểu của thiền đình cùng tới, ngay cả đám người vũ thoát phàm, nhược vô trần, thì trưởng ức, ngưu trí, cam cậu kỳ, lúc này đều đứng lên. Tiên linh cung đối với bọn họ mà nói cũng là tồn tại thần bí mà cường đại. Đám người giống như thủy triều ở trong đại điện, lập tức quay người trở lại. Trong đại điện đột nhiên an tĩnh trở lại, chỉ đa lại không ngừng có tiếng hít sâu vàng vọng. Trong đám người lần nữa tự động tách ra một con đường dài, một đạo thân ảnh linh lung dần dần hiện ra, liên tục bước về phía trước. Khi đạo thân ảnh này xuất hiện, cả đại điện ngây ngốc, không gian giống như cứng lại, tất cả đều vì nữ nhân này xuất hiện. Thân hình mềm mại uyển chuyển của nữ nhân này như ẩn như hiện, mái tóc đỏ tươi rối tung, xõa xuống bộ màu ngạo nghễ, một bộ cung trang màu đỏ giống như máu tươi lưu động, bao phủ thân hình mềm mại, đường cong linh lung, càng khiến cho thân hình của nàng trước sau lồi lõm. Khuôn mặt tuyệt mỹ ngụ quản tình xảo hải mặt nữ tử này cũng đỏ giống như máu thế nhưng lại khéo léo mà lốm đồng tiền nhìn qua vô cùng kiều mị lại cao quý trang nhã khiến cho tim người tàn đập thỉnh thịch yêu khí trên người tựa như hoa anh túc vô cùng diễm lệ tuyệt mỹ thế nhưng lại mang theo độc dược la nang ánh mắt nhìn thấy nữ tử này dường quá long yên còn có tử yên đều biến sắc mặt tiểu long lần nữa kinh ngạc há hốc mồm vẻ mặt kinh ngạc lúc này so với vừa rồi nhìn thấy Tử yên còn khiếp sợ hơn nhiều. Hoa quả tươi trong tay lục tiêu du rời xuống đất. Nếu nói vừa rồi vẻ mặt lục tiêu du khi nhìn thấy Tử yên là kinh ngạc, thì lúc này khuôn mặt của lục tiêu du chính là ngốc trệ, ánh mắt kinh ngạc. Nữ tử này đảo mắt qua đại điện, bộ cung trang màu đỏ giống như máu tươi lưu truyền bao phủ thần hình động lòng người mềm mại không xương. Khuôn mặt tinh xảo kiểu diễm mị hoặc, tăng thêm tư thái mềm mại uyển chuyển kia càng giống như khiêu khích dục vọng của người ta. Cho dù lặng đặng đứng đó, cũng khiến cho tâm thần người ta nhộn nhạo. Vũ thoát phạm, bồ nhược trần, thị trường ức, tịch thiền vũ, cùng với tất cả mọi người đứng dậy. Ánh mắt nhìn qua nữ tử kia, ánh mắt rùng động, chấn động không thôi. Độc này trong đại điện này, trừ từ yên và lọng yên công chúa ra. Những nữ tử khác trong đại điện, tuy đẹp, nhưng cũng không có thần thái gì đáng nói. Bất luận nữ tử nào so sánh với nữ tử bị hoặc cùng trang bầu đỏ này đều ảm đạm. Loại xinh đẹp quý phái, đoàn trang kiểu mị, khí chất phức tạp như vậy khiến cho người ta kinh tâm động phách. Ngay khi mọi người đang biến sắc vì nữ tử tuyệt mỹ mặc cung trang màu đỏ này, nữ tử mặc cung trang màu đỏ này thu hồi ánh mắt đảo qua đại điện. Sau đó, trợn ánh mắt bao nhiêu người đi tới trước mặt lục thiêu du và tự yên. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ, đôi mắt đỏ tươi xinh đẹp, trưng mắt nhìn lục thiêu du giống như hỏi tội âm thanh giống như chuồng bạc vang vọng nữ tử tuyệt mỹ mặc cung trang màu đỏ này nói sao nào nhìn thấy ta kinh ngạc lắm sao lục thiêu dù hít sâu một hơi khuôn mặt vì ngành ngốc lúc này mới phục hồi tinh thần lại ánh mắt kinh ngạc nổi lên chấn động nhìn nữ tử kiểu mỹ trang nhã trước mắt khiến cho tìm người ta đập thình thịch không phải mẫu đơn sau khi ra ngoài lạc với hắn và tiểu long thì còn có thể là ai còn có ai có thể xinh đẹp hại nước hại dân như vậy làm cho tất cả nam nhân trong đại điện đều mê mẩn cả rồi. Đúng là rất kinh ngạc, làm sao nàng lại tới đây? Những năm này nàng sống tốt chứ? Sau khi lục thiêu du kinh ngạc một hồi, trong mắt lập tức hiện lên vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Nữ tử mặc cung trang màu đỏ vẫn hùng hằng trừng mắt nhìn lục thiêu du. Hai con mắt đỏ tươi nhìn qua có chút nhanh nhẹn, trầm giọng nói. Người còn không biết xấu hổ mà hỏi vậy. Nhiều năm như vậy, người có đi tìm ta hay không? báo hại ta còn đi khắp nơi tìm ngươi. Âm thanh như chuồng bạc vang lên, mẫu đơn lập tức quay người nhìn tiểu Long không xa, lại nói, con tiểu già hỏa nhà người nữa, lão đại của người không có lương tâm, ta đi tìm các ngươi không biết đã bao lâu. Các người ngược đại sống vô cùng tốt, người sau còn tốt hơn người trước. Tiểu Long bị mẫu đơn hỏi tội, lập tức sững sờ, có cảm giác nằm ngủ cũng trúng đạn. Hắn nghẹn họng nhìn mẫu đơn, một lúc sau mới khôi phục, ánh mắt nhìn mẫu đơn có chút ủy khuất, lại nói, ta có tìm mà, chỉ là không tìm được thôi. Thật sự đi tìm ta sao? Mẫu đơn nhìn Tiểu Long, dường như có chút hoài nghi. Tiểu Long gật gật đầu khẳng định, nhìn mẫu đơn lại nói, tìm chứ, chúng ta thực sự đã đi tìm ngươi mà. Được rồi, ta tin tưởng Tiểu ra hỏa nhà ngươi. Mẫu đơn gật đầu nói với Tiểu Long, lập tức quay người nhìn lục tiêu du, hai tay chống lạnh, làm cho thân hình mềm mại, Đường cong vây người đi càng thêm động lòng người âm thanh như chuồng bạc giống như mang theo mà âm vang lên nói với đục tiêu du sao người lại không đi tìm ta bây giờ nàng ở thiền linh cung có phải không đục tiêu du không có trả lời mà lại ngược hỏi mẫu đơn kia mẫu đơn trả lời đúng như vậy chính là thiền linh cung đấy đại tỷ à ai nói ta không tìm nàng ta đã dùng toàn lực để mà tìm nàng không nghĩ một chút hay sao nàng ở trong thiền linh cung thì ta làm sao mà tìm được nàng cơ chứ? Độc tiêu du trợn mắt nhìn mẫu đơn. Trong mắt độc này tràn ngập vẻ vui mừng. Mẫu đơn luôn không có tin tức. Độc này cuối cùng cũng xuất hiện. Vốn hắn còn tưởng rằng nàng đã bị người ta luyện hóa. Dù sao, sau khi đó tu vi của mẫu đơn cũng còn quá thấp. Chính là bảo vật mà cơ hội tất cả các tù luyện giả, dù nằm mơ, đều cũng muốn đạt được. Người thực sự đã đi tìm ta sao? Đôi mắt màu đỏ của mẫu đơn có chút nghi hoặc vẻ giận dữ trong mắt cũng có chút dịu đi. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.